ba nhóm hacker cực mạnh chính quyền tổng thống trump đang cấm vận ba nhóm tin tặc triều tiên bị cáo buộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng bộ ngân khố mỹ cho rằng các nhóm tin tặc này do thám đối thủ và kiếm lời từ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo một trong ba nhóm tin tặc nổi tiếng này là lazarus thành lập đầu năm 2007, chuyên nhắm tới mục tiêu quân đội chính phủ và các công ty trong ngành tài chính sản xuất xuất bản truyền thông giải trí và vận chuyển FBI từng quy kết Lazarus là thủ phạm tấn công Sony Pictures năm 2014. Cuộc tấn công này đã phá hủy dữ liệu trên hàng nghìn máy tính công ty, đồng thời tiết lộ e-mail mật của lãnh đạo Sony Pictures. Sau đó là vụ phát tán sâu đòi tiền chuộc WannaCry năm 2017 và thủ phạm cũng được phía Mỹ gán cho Lazarus. Sâu này khai thác lỗ hổng bí mật trong Windows được tạo ra bởi chính công cụ của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, WannaCry đã phát tán khắp 150 quốc và đánh sập tổng cộng 300.000 máy tính. Các bệnh viện ở Anh bị nặng nhất khiến hơn 19.000 cuộc hẹn thăm khám cho bệnh nhân bị hủy, gây tổn thất trên 112 triệu đô la Mỹ. Lazarus có hai phân nhánh cũng rất nổi tiếng khác là LunarOps và Blue LunarOps bị chính phủ Mỹ cáo buộc là chủ mưu tấn công ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016 định lấy đi 851 triệu đô la Mỹ. Vụ đánh cắp này tưởng chừng chót lọt nhưng chỉ vì một sai sót chính tả nhỏ đã khiến phía ngân hàng chú ý. Tuy nhiên, LunarOps vẫn kịp lấy đi 81 triệu đô la Mỹ. Phía Mỹ cũng cho rằng BlueRope đã tấn công nhiều ngân hàng tại Ấn Độ, Mexico, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, thổ Nhĩ Kỳ, Chile và Việt Nam. Nhóm nhỏ thứ hai là Andriel chuyên tấn công mục doanh nghiệp, dịch vụ tài chính và cơ quan chính phủ nước ngoài. Adriel gây chú ý vào năm 2015 khi tấn công Hàn Quốc. Nhóm này được cho là thủ phạm đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng sau khi hack vào hàng loạt mạng lưới ATM để rút tiền và đánh cắp dữ liệu bán cho các nhóm tội phạm.